Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 5 đô tốc cần Sophie Titan C các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mình sẽ start chatbot. Rồi, mình sẽ get được 180.000 tốc cần của hiệu Sophie Titan cơ nữa các bạn. Rồi, bạn bấm cho này góp nha bạn. Rồi, các bạn click tra ARG8X. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi bạn mới đáp lại. Bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi các bạn mới đáp lại. Tiếp tục follow Twitter nè. Thì các bạn follow Twitter, các bạn copy hashtag này các bạn. Và tăng 3 người bạn mình vào. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho tờ tweet và hashtag nè. Và tăng 3 người bạn mình vào nè các bạn. Rồi các bạn tờ tweet lại nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn subscribe kênh channel luôn nè. Trên kênh Chubi nè, các bạn bấm đăng ký, các bạn hot girl không các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào submit detail. Rồi các bạn điền lại username Telegram của bạn đã sau này góp thì các bạn nhấp vào qua gạch cùng nè. Vào setting thì sẽ thấy được username mình nè các bạn. À, cộng anh 562. À 45. Rồi tiếp tục các bạn gỡ đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Trên tờ Twitter bạn nhấp qua gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè, các bạn sao chép liên kết nè, các bạn bắt up đây nè, các bạn gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn gửi lại mua link retweet với hashtag này nè. Rồi các bạn chia sẻ nè, các bạn sao chép liên kết nè, gửi lại cho bot nè. Follow Instagram, gửi đường link Instagram. Nhiệm vụ này xàm quá. Rồi trên Instagram các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn bấm giả nam avatar của mình nha các bạn. Các bạn chấp cho ba anh cùng nè. Các bạn copy đường link profile Instagram mình nè. Rồi mở lại chatbot nè. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ VPNB sẽ mất trên bet 20 trên YouTube Collect nha các bạn. Rồi, các bạn bấm balance để check nhận được số cần các bạn. Ok, withdraw vào ngày mấy đây? Vào ngày 25 tháng 7 nha các bạn. Rồi, tôi cần phí sale. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia trình để góp nhận 180.000 tập cần Sophie đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.